Hello, chào cô chú anh chị và các bạn nha. Đây là chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm Tự. Đây là một ngôi chùa cũng khá là lớn và đẹp ở Vũng Tàu. Đây là ngôi chùa lớn nhất ở đây. Chùa có khuôn viên khá rộng và đẹp. Đây là phía bên trước. Có một cái cổng nhỏ là trí tuệ, còn quên một cái cổng lớn là từ bi. Đó, đây là cái cổng chính để đi vào. Đây là chùa Đại Tòng Lâm. Đây là ngôi chùa lớn nhất ở Vũng Tàu nha. Ngôi chùa này rất là lớn luôn nha chú anh chị các bạn. Ở đây nó có một cái hồ cá khá là lớn luôn. Ở đây có ba vị Phật, ba tượng Phật khá lớn nè, rất là đẹp luôn nè. Đó, anh quay gần lại cho chú anh chị bạn xem nha. Ở đây có Phật nè, bên đây có tượng Phật A Di Đà nhập Niết Bàn. Chùa với bị chim. Ở bên đây là con nào quay thấy Bồ Tát mà có cái tịnh xá nhỏ này. Ở bên đây là cái Phật Di Lạc. Ở đây là cái cổng chính vào rồi, nó rất là lớn luôn. Đây là đường vô phía tượng Phật A Di Lạc. Đây có cái hoa giấy nè, khá là đẹp luôn. Rất nhiều màu nè, đỏ, cam, vàng, trắng nè. Thứ luôn. Đây là tượng Phật Di Lạc. Chạm khắc rất nhiều những hình rồng. Đẹp lắm. Đây là phía cái mặt trước. Có ba tượng Phật khá lớn nè. Rất nhiều cá nè, quý tử tới đây thả xuống nha, con cá lóc khá to luôn, cá phi, chép, cá trê luôn, nhiều cá luôn nha. Đây. Ba vị Phật khá là lớn luôn. Đây là công viên phía bên trong rồi. Cá quá nhiều luôn. Ui, cái chê hà luôn. Con lớn không chứ đầy luôn. Rất là nhiều luôn. Chê trắng, chê vàng. Trước là 18 vị La Hán, kia là tượng Phật A Di Đà.
thì có tượng Phật ngồi với chùa đề cũng khá đẹp này. Phía bên tòa tháp đó là thầy đang tụng. Đây. Quá đẹp luôn, rất là lớn à. Đây là ngôi chùa nó không lớn nhất, theo mình nghĩ là lớn nhất ở quận Vũng Tàu này luôn, khuôn viên rất là lớn luôn. À, đây có cái tòa bảo tháp khá là đẹp. Kế bên có cái tòa nhà là Trung tâm Văn hóa Đại Tòng Lâm. Tòa nhà này như mới xây, thấy cũng khá là mới luôn. Rất là đẹp luôn. Đây rất là nhiều những tượng Phật và trồng rất nhiều hoa giấy nha. Rất là lớn luôn. Này có gốc cây bỏ rất là nhiều những thành tài ở đây đó. Đây nha. Đây người ta đem vô, người ta có ở đây rất là nhiều những trần tài bảo địa. Quan Thế Âm, mẹ Quan Thế Âm Phật Di Lặc khá là nhiều luôn. Đây ở đây người ta gửi gửi vào chùa nè. Đó. Kia dưới một cái gốc cây này như là cái trăm. Trăm này to dữ ta. Gốc cây trăm khá lớn luôn. Dưới gốc cây này có hai cây thì hình hai con chim, hai con hạc. Dưới gốc cây này khá to luôn rồi. Đây là chánh điện à, nhìn lên của chánh điện nha. Đây là cổng chính nha. Cổng về nhà chính này. Đây là phía sau nè. Đây có chậu hình nè, hình rồng. Khá đẹp luôn. Đây hình con lân nè, người ta kết hợp chén dĩa khá đẹp. Như hả, đây là công viên ở bên hông chùa lớn không? Đẹp luôn nha mọi người. Phía sau là dãy núi. Đây là mấy cái nhà của mấy vị sư thầy ở.
Đây là mấy phòng hộ của những trụ trì chùa nè, lớn không? Đường bước lên có hai con rồng khá là lớn. Đây là phía trên nè, đây là Phật Quang Đại Tòng Lâm Tự. Mình không có quay ở phía trong nha. Đây là công nguyên phía bên dưới nè.